Trước khi bắt đầu video thì video về mẹ không nên quảng cáo đúng không? Nhưng tôi biết là nếu mà tôi không chết đói là mẹ tôi vui lắm rồi. Cho nên là video được tài trợ bởi Hoàng Hà Mobile, nhà bán lẻ hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ chính hãng tại thị trường Việt Nam. Link ở dưới phần mô tả. Bắt đầu video nào. Đó là cách tôi và loài người được sinh ra, không phải những gì ngươi từng nghe từ mẹ mình đâu. Tiền đần. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở casino lần sau. Mẹ Tại sao hôm nọ mẹ nói con sinh ra từ nách? Con muốn biết sự thật hả con trai? Tao nhặt mày từ bãi rác. Tôi không hiểu vì sao bố mẹ có thể nghĩ ra được cái lập luận vô lý với người lớn nhưng cực kỳ thuyết phục với những đứa trẻ con bé bỏng như vậy. Cậu ông có bao giờ tự hỏi là bằng một cách thần kỳ và thống nhất nào đó? Không phải một cặp bố mẹ mà hầu như tất cả gia đình trên Việt Nam này đều biết hoặc là nói với trẻ con khi chúng hỏi như vậy không? Các người nhớ chưa? Nếu con hỏi nó được sinh ra từ đâu thì sẽ trả lời là TỪ NÁCH! TỪ, nách, từ, nách, từ nách. Nếu nó còn tiếp tục hỏi thì sẽ trả lời là Tôi mới tôi mới tôi mới Đó là một trong vô vàn những lời nói dối đáng yêu của mẹ tôi hay còn gọi là white lie Nhưng tôi phải thừa nhận là mẹ nói những lời nói dối đáng yêu đó là muốn tốt cho các con thôi Thật ra thì thỉnh thoảng không tốt cho lắm long ơi, đưa mẹ cất hộ tiền ly xi si cho nào dù nói thế nào đi chăng nữa thì tôi biết là mẹ tôi rất yêu tôi và mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời ông mặt trời. Tất nhiên, mẹ của các người cũng vậy. Các ông cũng biết thì khi còn nhỏ, trẻ con rất hay bị đi tiêm phòng hoặc là tiêm do bị ốm vặt. Lúc tôi còn khoảng 3 đến 4 tuổi thì tôi nhớ mang máng là vào một ngày đẹp trời, tôi phải đi tiêm phòng. Mẹ tôi hứa là nếu cuộc đi tiêm thành công thì tôi sẽ được thưởng kẹo cao su. Các ông cứ tưởng tượng là bọn trẻ con hồi đấy mê kẹo cao su hơn cả đồ chơi ấy, vì nó gần như là kiểu chất cấm với trẻ con và mẹ tôi hầu như không bao giờ cho ăn cả. Thấy tôi lưỡng lự thì tất nhiên là mẹ phủ đầu ngay, không đau đâu, như kiến cắn thôi. Đã lâu lắm rồi tôi không tiêm nên tôi chỉ nhớ mang máng là nó có đau thôi Và tôi nhớ lại cảm giác kiến cắn thì mình có khả năng chịu đựng được Tôi chốt điều với xác mẹ Một mũi tiêm đổi lấy một vỉ kẹo cao su sau khi tiêm xong Khi nơi thì tôi bắt đầu thấy không ổn Thằng nào đi vào cũng hấn hở cười nhăn răng Mà đi ra lại tóc tai quần áo đầy nước mũi Ê cu, tiêm đau không mày? mẹ kéo tôi ngay vào phòng và dí xuống ngồi cạnh bác sĩ. các người biết gì không? không chỉ mẹ tôi mà còn đến tận ba cặp mắt của các y tá khác nhìn tôi và đồng thanh với nhau một cách lạ kỳ. Cái không đau đâu. đâu như, như kiến cắn thôi. thôi. Hoặc... kiến cắn đau quá. Vâng. hoàn thành một mũi tiêm xong, tất nhiên là mẹ tôi sẽ thưởng cho tôi một cái kẹo Một. chị ơi, quán nhà mình hết kẹo cao su rồi chỉ còn kẹo mút thôi nhỉ? ừ đúng rồi chỉ còn một cái kẹo mút vị dâu thôi kẹo cao su hết rồi đúng 5 phút sau tôi biết tôi bị lừa vì thằng hàng xóm mới tiêm về được mẹ mua cho kẹo cao su và nó nói quán bà ý còn rất nhiều trong một ngày tôi bị lừa tận hai lần đó là quá nhiều đối với một đứa trẻ con 3 tuổi không nhưng tôi đã được bù đắp một phần nó thương nên đã cho một cái kẹo cao su để ăn cho bớt đau hồi đấy kẹo cao su chúng tôi ăn không xịn sò nhiều vị như bây giờ đâu chỉ có duy nhất cái vị bạc hà này là sướng lắm rồi ngon mày nuốt rồi à? đúng rồi đấy, tôi đã nuốt kẹo cao su vào bụng. mà mẹ tôi có dặn rất kỹ, có hai thứ không được nuốt vào bụng. thứ nhất, nuốt kẹo cao su vào bụng sẽ bị dính ruột 7 năm. thứ hai, nuốt hạt thì cây sẽ mọc trong bụng và mọc lên đầu. đây là lần bị lừa thứ ba sao? và tất nhiên là tôi hốt hoảng khóc ré lên. tôi <laughs> không thể bị dính ruột chết được, vì ta hứa lớn sẽ cưới con mi ở cạnh nhà rồi. <laughs> ngay lập tức tôi đưa tay vào miệng và sờ xem là kẹo cao su có bị dính lại ở trong họng không. và rồi tôi huệ ra tất cả những gì sáng nay tôi ăn ra ngoài. Mẹ tôi hoảng hốt chạy ra nghĩ thằng con bị sốc thuốc vì sáng nay mới đi tiêm về nhưng không. Điều đầu tiên mẹ tôi nhìn thấy là tôi ngồi thụp xuống và tìm kiếm trong bãi huệ đấy. Anh tìm được ba keo cao su rồi mi ơi. Hồi con nhỏ tôi khá là biếng ăn nên các ông biết đấy Mỗi khi ăn cơm là đoàn phim của mẹ tôi cùng với những diễn viên nghiệp dư lại có cơ hội được hoạt động Ông hàng xóm đóng vai là người đàn ông dữ dằn nhưng chết đói Mẹ tôi, một người mẹ tần tảo bảo vệ bát cơm của đứa con khỏi ông hàng xóm đói khát Nào 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 nào, nào. hà mồm ăn nào, không là bác hàng xóm bác quát rồi bác ăn mất bây giờ Còn trong một phân cảnh khác, ví dụ như khám răng trạng Mẹ tôi và vài người mẹ lo lắng cho con trước sự nguy hiểm của chú sâu khổng lồ Còn ông nga sĩ thì kiêm luôn cả nhà côn trùng học và nhà diệt sâu bọ Ôi dồi ôi con sâu to thế Há mồm mắt xem nào Ôi dồi ôi con sâu đang lo đầu này Mẹ à, mẹ xứng đáng được giải diễn viên xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất đấy khi tôi lên cấp 2 được chuyển lên ngủ ở tầng trên Lúc đấy chưa được mua điện thoại sớm như các ông bây giờ đâu Thứ duy nhất mà tôi có thể xem giờ là qua đồng hồ Và cả nhà chỉ có hai cái Một cái treo ở phòng khách và một cái treo ở phòng bếp như vậy, cùng nghĩa với việc sáng nào mẹ tôi cũng gọi dậy và tôi hoàn toàn tin tưởng vào từng lời mẹ tôi nói. Con yêu ơi, dậy đi học thôi nào Dạ vâng, con dậy rồi ạ Ok con yêu Không, đấy không phải mẹ tôi Buổi sáng mẹ tôi nấu ăn ở dưới phòng bếp tầng 1 và... Lâm ơi, dậy đi học Mày có biết mấy giờ rồi không Ôi giật cả mình, hai đồng hồ ở dưới nhà mà Vâng, con dậy rồi ạ Lâm ơi, có dậy không thì bảo Hôm nào cũng phải để hò như hò đỏ Vâng, con dậy rồi, con đang đi đái long mẹ gọi dậy mà mày không chẳng thương cơ à Con đang đi đái thằng long đang đi đái đấy ừ nó đang đi đái đấy các ông biết gì không mẹ tôi đứng dưới tầng 1 hét lên max volume gọi tôi dậy đi học và mong rằng trong khi gái ngủ tôi có thể hét to xuyên thủng được tất cả các bức tường để mẹ tôi có thể nghe thấy <laughs> Thật ra tôi cũng chưa hỏi, nhưng tôi nghĩ hàng xóm cũng phải thầm cảm ơn mẹ tôi vì không chỉ gọi tôi và em tôi dậy đi học, mà gọi luôn cả mấy đứa con nhà hàng xóm dậy đi học cùng. Và không dừng lại ở đấy, mẹ tôi thường sử dụng một đòn tâm lý với cấu trúc cực kỳ là quen thuộc. Lắm ơi, không dậy là môn học đấy nhá, gần 7 giờ rồi. Lần đầu, chỉ cần nghe thấy thế thôi tôi phi thẳng xuống nhà. Và mới có 6 giờ 10 phút. Phần cuối video thì tôi muốn hỏi các ông một chút, ở đây có ai mà chưa bị mẹ tét đít bao giờ không không trả lời nghĩa là không và chắc chắn là không thật ra khi làm video này thì tôi mới thấy người lớn cực kỳ là vô lý tôi vẫn nhớ hai nghịch lý của mẹ tôi mỗi khi tôi hư bị tét đít <laughs> cái tôi không học bài này đáng bao nhiêu roi tất nhiên là không roi nào rồi có thằng nào ngáo đâu mà muốn ăn roi đúng không và khi tôi trả lời là không roi nào ạ à. <laughs> tôi này không thể không roi nào được thứ hai là khi bị tét đít nhưng tôi phải nín khóc là vì đau đúng không nhưng bị tét đít là phải nín Nín ngay, nín Thật ra là chỉ có vài lần tôi hư quá mới bị test đít như vậy thôi Chứ còn hầu như là mẹ tôi chỉ test vào chân ghế chỗ tôi ngồi là tôi đã gào mồm lên rồi Thật ra là còn vài ngày nữa là đến sinh nhật mẹ tôi cho nên tôi mới làm video này Cho nên là chúc mừng sinh nhật sớm mẹ nha Tôi mới lập group tên là Drat và là người trái đất Ở đây các ông có thể đăng fan art này, tranh vẽ hay animation chất lượng lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng nha Vậy thôi, bye loài người bye